Hey, chào các bạn nha. Hôm nay mình lại ra cái hồ là mình câu đó nha. Nếu mình câu được một lúc thì mình lên được cái chép nè. Chép là cái chép trắng, cái chép phóng sinh. Để mình thả xuống lại. Mình câu được mấy con cá rô phi nữa, với một con cá này gọi là cá cái gì đó, cá mùi rồi, đúng rồi, cá mùi. Cá này nó ít câu hơn anh lắm, nó chỉ hấp hấp mấy cái cám thôi à. Cái miệng nó rất là nhỏ thì mình câu bằng câu lưỡi ấy á, nên nó câu được nó thôi, chứ câu lưỡi thường không dính được nó đâu. Đi cái đàn á, nó mạnh lắm, câu nó dãy dữ, nó dãy cá thiên nhiên khỏe. Đó, mấy anh này cũng câu đây nè. Khúc này ở bên quận 2, khúc này ở bên An Phú, quận 2. Nó câu 3 tiếng hồ. Mình với ông bạn thì câu được như đây, mình câu được con cá mùi đây thôi, mấy một hai con cá kia rô phi. Còn ông bạn thì câu được mấy con cá này gộp vô thì vô đây. Ở đây cá nhỏ nhiều phá. Hai người dọn rồi về đó, thấy landmark 81 đó, hướng đó là landmark 81. Đây hồ thoáng mát sạch sẽ. Rồi gần đây đây câu giải trí chơi cũng được, ăn uống dã ngoại, nó có cây cối mát mẻ. Khúc này thì bên An Phú mà không biết ai gần đây mới biết thôi. Quận 2, quận 2. Đây cũng là vẫn là Thủ Đức, sắp nhận vô thành phố Thủ Đức. Hồi xưa là chắc là bên quận 2. Đây câu đông lắm, chiều thấy mát mát, anh em cần thủ cái ra cầm cần ra câu giải trí cũng vui. Thôi mình kết thúc video ở đây nha. Các bạn thấy hay hãy đăng ký ủng hộ kênh cho mình nha, để mình có động lực làm video cho các bạn coi vị trí. Hay, chào tất cả các bạn.